Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể quý khán giả, sau đây phần thi diễn của đơn vị thành phố Sóc Trăng xin được phép bắt đầu. Cần điều hành, cần nâng năng suất của con người. Đường dài gập ghềnh mà ta không muốn đi thật lâu. Online tìm ra cách thức sao thật nhanh. Doanh thu kinh doanh ngày mai sẽ tới cùng chi thứ. Cuộc sống số không thể số cho ta biết bao nhiêu tình yêu. Sẽ thấy ngay gần bên thông tin thông minh tài nguyên quý giá cho người dân. Hôm nay mai sau tạo ra những giá trị mới. Cuộc sống số không thể số cho ta biết bao nhiêu tình yêu. Khi cần là có, khi tìm là thấy. Những ước mơ không buồn ai. Thay mặt đội tuyên truyền lưu động thành phố Sóc Trăng, xin được kính gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa bà con và các bạn, năm 2023 là năm mà Đảng bộ, dân và quân thành phố Sóc Trăng cùng với cả tỉnh đang tăng tốc trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của nhiệm kỳ 2020-2025. Nhất là thành phố Sóc Trăng với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh đang đẩy mạnh tiến độ kiến thiết đô thị sau một năm được công nhận là đô thị loại 2 và đang hướng đến đô thị thông minh. Chào quê hương ngày đêm nỗi mơ, thành phố Sóc Trăng đón chào biết bao niềm vui nắng mai chân qua phố Sóc Trăng. Dòng mình xuôi ánh đèn lung linh đưa Sóc Trăng lên tầm cao với những công trình phúc lợi. Một tầm cao mới, đô thị thông minh là mục tiêu mang lại sự giàu sang cho cuộc sống con người. Gắn kết người dân cùng với chính quyền đưa Sóc Trăng lên một cao mây, phát triển những bền hợp với lòng dân. Đồng lòng chung sức cùng nhau, sợ chi gian khổ, sợ chi chống, làm cho dân cày dân tinh, lấy dân làm gốc, tương lai dân bền. Kính thưa bà con và các bạn,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ thứ 3 là tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường theo các tiêu chí đô thị loại 2 hướng đến đô thị thông minh. Vậy, đô thị thông minh được hiểu như thế nào? Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị ban hành ngày 24 tháng 1 của Chính phủ quy định về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu rõ. Đô thị thông minh chính là đô thị được quản lý và vận hành theo các tiêu chí cơ bản như sau. Quy hoạch đô thị thông minh. Nền kinh tế thông minh. Giao thông thông minh. Năng lượng thông minh. Cư dân thông minh, cộng đồng thông minh. Quản trị đô thị thông minh và xã hội thông minh. Trong đó, quy hoạch là trụ cột trong phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam. Thông qua công cụ quy hoạch tích hợp, phát triển các đơn vị đô thị thông minh là hạt nhân lan tỏa, kết nối và thúc đẩy sự phát triển của thành phố thông minh. Để xây dựng thành phố thông minh, đòi hỏi trước hết phải có con người thông minh, cụ thể là cư dân thông minh, cộng đồng thông minh, cùng chung tay quy hoạch đô thị thông minh, nền kinh tế thông minh, vận hành giao thông thông minh, tạo ra năng lượng thông minh, quản trị đô thị thông minh và xã hội thông minh. Việc xây dựng xã hội thông minh suy cho cùng chính là làm sao để cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn, đẹp hơn, văn minh hơn trong thời đại 4.0. Khi mà trong đời sống sinh hoạt của người dân hiện nay vẫn tồn tại nhiều hạn chế, gây bức xúc cho xã hội, làm ảnh hưởng đến việc quản lý và vận hành xã hội thông minh. Đề cập đến vấn đề này, câu chuyện thông tin của chúng tôi ngay sau đây sẽ gửi đến cho bà con và các bạn bức thông điệp hãy là cư dân thông minh trong quá trình xây dựng đô thị thông minh của thành phố Sóc Trăng hiện nay. Và để hiểu rõ hơn thì ngay bây giờ xin mời bà con và các bạn đến với câu chuyện thông tin Chùm Cuối, tác giả Quốc Huy, đạo diễn Quốc Tính, trực quan Quốc Dũng, âm nhạc Thanh Bình, biên đạo múa Ái Vi, với các vai diễn Văn Kiện vai tuyên truyền viên 1 Trưởng Khóm, Dư Hoa trong vai tuyên truyền viên 2 Chủ tịch Hội Phụ Nữ Phường, Ngọc Diễm vai chị Tư bán trái cây, Ngọc Định trong vai anh Tám bán hàng la, Ngọc Hoa vai chị Bảy bán hàng online, chỉ huy biểu diễn Trương Anh Kim, phó giám đốc trung tâm văn hóa thể thao truyền thanh thành phố Sóc Trăng, chịu trách nhiệm chương trình ông Lâm Thanh Hải, giám đốc trung tâm văn hóa thể thao truyền thanh thành phố Sóc Trăng. Và bây giờ câu chuyện thông tin xin được phép bắt đầu. Bạc chạy thăng long chạy thông luồn quần kim chạy mai tay đây bà con ơi. Mua dây thông luồn quần em gái. Mua trời ơi, dây thông này tốt lắm, mua bao nhiêu mét? Nhưng mà thôi, em đâu có bận đồ luồn dây thun, em không mua đâu. Trời ơi trời, không mua còn nói một câu, em bận đồ không bận quần luồn dây thun. Thôi ứa máu không? Đi giữa đường tuột rồi đừng kiếm tôi à. Ai mua thuốc tóc nhuộm gội đầu, tóc bạc nhuộm thành tóc xanh, ý lộn thành tóc đen. Em trai. Chị trai. Mua thuốc tóc nhuộm gội đầu ra, tóc bạc thành tóc đen. Công nhận em trai cái mặt non quá trời luôn mà tóc bạc trắng luôn ha. Mua thuốc nhuộm tóc đi. Ôi tóc em không có bạc đâu. Đâu có. Sao không bạc hả? Em không mua đâu. Chúc anh trai mua mai bán đắt nha. Bye bye. Ủa sao buổi sáng hồi hai người không ai mua hết trơn vậy ta? Ai mua bàn chải khăn lông, thuốc tóc nhuộm gội đầu, tóc bạc thành tóc đen. Bàn chải đánh răng, mòn chuyển công năng, chà chân, chà tay, chà bồn cầu, chà đâu sạch đó, hàng tốt, hàng cao cấp đây bà con, cô bác ơi. Bà con ơi, rồi. Cầu bơm vú vừa đủ xài không bà con ơi. Trái cây miền Tây ngọt ngất ngây nghe mãi vô. Cưng tưng 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 tưng. Anh à, biết người ta liễu rồi mà còn chọc ghẹo hả? Trời ơi, công nhận nghe mấy người mà không có chồng liễu sao thấy cũng đẹp. Trời ơi, bữa nay cô Tư đi bán mà sao mà đẹp lỏng lẫy vậy cô Tư? Quỷ à, già rồi. Già cái gì, tôi khen cô Tư đẹp thiệt á. Công nhận khen bả đẹp mà cái má mà ửng đỏ lên y như cái bông mồng gà vậy đó. Quỷ xứ anh à, chọc ghẹo không? Trời ơi, cô Tư ơi, cặp chân mày. Sao? Trời ơi, cặp chân mày kìa. Cặp chân mày lá chuối. Ông này, mắt bồ câu, sống mũi dọc dừa. Bà mẹ nó còn cái miệng, trời ơi. Cái miệng sao? Cái miệng trái chanh. Miệng ta vậy nó miệng trái chanh. Bị
chuyện trái tim. À, trái tim cảm nhận nghe cặp đôi môi trẻ ha. Ôi ơi, tôi ở còn cái khuôn mặt của tôi ơi. Sao khuôn mặt kìa. Sao chồng quay y như cái đít rồi. Trời ông này vô duyên, mới sáng sớm gặp cái gì đâu không mà. Ờ, tôi khen cô Tư thiệt á cô Tư. Trời ơi, buổi sáng chọc cô Tư cho nó vui vậy mà. Không có vui à. Ủa, bữa nay sao mà đẩy xe đi bán vậy cô Tư? Rồi còn cái sạp ở trong nhà lòng chợ đăng ký sao không bán? Thôi bán gì được đâu mà bán anh ơi. Ở trong chợ lòng có mấy ai vô đâu mà bán. Cho nên là tụi mới đóng cái xe này đẩy tới đẩy lui nè chứ. Thì chỗ mới mà, khách chưa có quen, từ từ rồi cũng có khách bàn, cô cũng phải kiên nhẫn chứ. Trời trời, anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao mà anh nói vậy vậy? Nè, khi bông đuôi anh làm sao có từ từ được không? Chứ còn tôi thì không rồi ta, cũng lép xẹp lo mà chạy chợ. Chợ đó mà thụ thẳng từ từ, để chính đối hay gì? Tôi cứ nghĩ cô độc thân anh như nhà, nào có nuôi ai. Thì tôi cũng giống anh vậy thôi, phải cơ động như vậy nè mới cạnh tranh nổi à. Trời ơi, bữa nay đặt cơ động động cơ đó ha. Cơ động của cô có ngày bị hốt mà nghe. Mấy ngày nay tôi thấy xe trật tự các phường đồng loạt ra quân dọn dẹp trật tự lòng lề đường. Kỳ này mấy ổng làm quyết liệt lắm đó, cô đừng có giỡn chơi à. Nè, đừng có chủ xui nghe cha nội. Tôi bán hổm rãi có thấy ai nói gì đâu mà bán được nhiều hơn nữa kìa. Tôi tính rồi, bán vậy nó ngon hơn. Còn cái sạp trong chợ tôi cho thuê lại, có thêm tiền, phải re hả? Trời, khỏe re. Nói như cô là không có ổn đâu á. Tôi nói là không có bền đâu đó. Sao không bền? Tôi tính rồi, nếu như mà buôn bán kiểu này á thì tôi đây được rồi. Lâm luôn, khỏi phải thuế má chi lại khỏi muốn tiền mặt bằng. Bán được nhiều mà chi phí lại giảm. Gì đó. Nhưng mà cô có chắc á bán như cô vậy là không có bị hốt không? Chứ tôi thấy á, mấy ngày nay á bị hốt nhiều dữ lắm rồi đó. Coi chừng tới cô luôn à. Nè, anh nét vừa thôi nha. Nói hỏi chắc tôi đốt một lòng anh quá. Em xin chào mọi người, chào cả nhà yêu của em. Mở đầu buổi livestream hôm nay, em sẽ hát tặng mọi người một bài hát đang hot rần rần trên Facebook. Dạ sao ạ? Rồi, tới giờ phát sóng của nó rồi. Hát có hay ho gì đâu mà cũng bày đặt đó. Ê, em xin chào mọi người. Coi như trưa nay cả xóm khỏi ai nghỉ ngơi gì đâu ha. Trời ơi, ca sĩ đã làm phong cách vậy không đó. Trời, cô ơi. Tôi thấy nó ca cũng hay mà. Nó ca nhạc hồn quảng, ca dân ca, ca cải lương. Nó chơi qua ca trù luôn. Nó ca nhạc hip hop, nhảy nhạc rap. Công nhận tôi chưa từng thấy con nhỏ nào mà giọng ca thật quá hay ho. Ca bất chấp thể loại luôn. Gì? Giọng ca mất trật tự thì có à. Dạ, em sẽ không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa. Em sẽ hát ngay và luôn bài hát được mọi người yêu thích nhất. Mọi người cho em một nút like, một nút chia sẻ nha. Em bắt đầu như cái tình yêu của em. Má dặn là con gái như ngọc ngà, dáng đi kiểu xa, còn đôi mắt mà dịu đà. Vâng là hả, nổi tông hả? Gái chưa một lần theo trai. Thôi, trời ơi, quá ai vô quá sắp cả nhà yêu ơi. Sao anh mới mang chiều, sao mà lòng em buồn hiu thay nhớ anh nhiều. Mong được ở bên người yêu để nói bao điều là sao ta. Thôi, trời ơi, cái người gì đâu mà vô duyên quá vậy trời. Hát không cho ai nghỉ ngơi vậy trơn, làm phiền hàng xóm quá hả. Ủa gì vậy trời, đang là gì mà hát mà ai gây mất trật tự vậy trời. Con nhỏ đeo ổn áp mà nó muốn ca là nó ca à. Thiếu ý thức vậy không đó cô ơi. cái gì mà thâu không định đi trời. Trời, cái gì vậy anh ta? Quà tặng của bãi lai chim tặng cho cô đó. Trời ơi, cái người gì mà quá đáng quá vậy trời. Quăng rác cho mình người ta hả? Thấy sạch sẽ vậy chứ chỉ biết sạch cho mình mà dơ cho người khác à.
mấy lần ha, lén gửi rác vào bên nhà tôi bị tôi phát gặp, nên bây giờ gặp tôi là quê độ hả? Anh tránh ra. Nè, Mỹ Lai Chim, ra đây nói chuyện nè. Không ra tôi gõ thùng cho khỏi Lai Chim luôn, ra đây. Thôi, cô Tư ơi, cô nhịn giùm tôi đi, nói chi cho mệt cô Tư. Nhịn cái gì mà nhịn, anh thấy vậy đó mà anh nhịn được không? Mà tôi tức. Trời ơi, cái gì vậy nè trời? Anh tắt, coi giùm tôi gì vậy anh tắt. Cô đạp nhầm siêu phẩm con cờ hó rồi chứ gì. Quả mạng cờ hó là gì vậy anh? Cô không biết hả? Tôi dịch quạch tẹt cho cô biết rồi. Đạp nhầm phân chó chứ gì. Trời ơi, cái này nè là cho con bảy chim gây ra để không ai vào đây hết á. Bảy, bảy lai chim mới đúng. Ừ, tôi còn bảy lai chim đó. Sáng nào ha, tôi cũng thấy ha, nó dẫn chó đi dạo vòng vòng đây nè. Được rồi, đợt này ha, tôi không để yên đâu á anh Tám. Không để yên là cô làm gì cổ? Thì tôi thưa cổ chứ làm gì. Không phải một chuyện đâu, hai ba chuyện lận. À, để coi vứt rác nè, thả chó ra đường nghị bậy nè, bán hàng online mà ca hát ầm ĩ nè. Được rồi, chuyện này hả, tôi cho nó biết thế nào là con Tư bán trái cây. Anh á, anh phải làm chứng cho tôi, anh phải hậu thuẫn cho tôi đó anh Tám. Chuyện gì với chuyện đó là tôi đồng ý với cô luôn á. Nè, đi thưa là phải có bằng chứng nghe, không thôi á bị người ta kiện ngược lại về cái tội mua bán lấn chiếm lòng lề đường đó nghe. Nè nè, chuyện này lấn chiếm. Ê, lấn chiếm. Trời ơi, cô Tư à. Cô Tư. Anh làm gì vậy? Phận làm con gái. Anh làm gì vậy? Một lần hiểu vậy. Trời ơi, có sao không anh Tám ơi? Trời ơi, chấn thương sọ não rồi chứ sao gì? Anh Tám! Hả, nhảy nữa hả? Tôi cho một cước vào nhảy không? Già hết gân mà còn nhảy hả? Nè, anh á, phải làm chứng cho tôi, tố cáo bảy lai chim này nghe anh Tám. Ok, bật cây. Bữa nay tôi cho cô bảy lai chim một bài học mới được. Ngon, thưa đi, bảy chim. Lộn, bảy lai chim này đi hầu. Được, hãy đợi đấy. À, chị Hạnh nè, cái cuộc họp hôm nay rất là quan trọng, vì vậy tôi mới mời chị xuống đây để chị tham dự. Đó, tôi có chuẩn bị sẵn nè, màn hình máy chiếu, rồi những cái video clip mà bà con đã vi phạm. Một xíu bà con lên đây nè, tôi chiếu lên cho bà con nhìn nhận được cái sai phạm của mình và từ đó khắc phục sửa lỗi. Dạ, anh mời trưởng khóm vừa kỹ lưỡng mà còn chu đáo nữa à nha. Dạ, mà chị Hạnh ngồi. À, anh mời cũng ngồi đi. Dạ, chào anh Mười, chào cô Hạnh. Chào chị. Trời, chị Bảy đến đúng giờ ghê ha. Mời chị Bảy ngồi. Cảm ơn anh chị. Chị Bảy ngồi đợi chút xíu, đợi mọi người tới đông đủ rồi chúng ta sẽ bắt đầu họp luôn nha chị Bảy. Kìa, anh Tám với chị Tư tới một lượt luôn rồi kìa. Ý trời ơi, tôi nói hai cái người này rảnh rỗi không có chuyện gì làm hay sao á, mà cứ kiếm chuyện với tôi tối nhà vậy trời. Mà tôi nói anh Mười nghe nè. Sao chị? Con gái ế thường nó nhiều chuyện lắm đó. Nè, chị nói nhiều chuyện. Ai gái ế hả? Tôi nói phong lòng vậy đó. Ai có tịch thì rụt rịch ha. Ý chị là sao? Chị tôi. Thôi, trời ơi. Hai cô ơi, ở đây là trụ sở khớp mà, chứ đâu phải đấu võ đài đâu. Mà hai cô cứ đấu đá với nhau hoài vậy. Hai chị ơi, bà chị nói không? Thôi, các anh chị cứ trật tự. Sao mà cứ hễ gặp nhau là cửa cãi vậy hả? Rồi, mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu làm việc nha. Mời anh Tám với chị Tư ngồi. Thưa các anh các chị, buổi họp hôm nay có sự hiện diện của chị Hạnh đến từ Ủy ban Nhân dân phường của chúng ta đây, với vai trò đại diện cho lãnh đạo phường là chủ tịch hội phụ nữ phường cùng tham dự. Cảm ơn bà con đã đến với thưa mời, nhìn chút thời giờ là bạc là vàng, cuộc họp bắt đầu bàn việc ngay thôi. Xin thưa bà con, đó là một số việc. Vì gần đây dù đã lên đô thị rồi, xếp vào lỗi thai, nhưng thành phố của mình vẫn còn nhiều vấn đề phải băn khoăn. Thưa các anh các chị, thì nội dung như thư mời chúng tôi cũng đã ghi rõ là mời các anh các chị lên đây để nhắc nhở mọi người một số vấn đề về vệ sinh môi trường, về trật tự đô thị mà thời gian qua mọi người làm chưa có tốt. Đúng, tôi biết ngay
mà chị Tư thưa tôi chứ gì. Bả cũng đâu có tốt có làm gì đâu. Sao mấy anh mấy chị không bắt phạt bả đi? Nè 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 nè, chị đang nói cho đàng hoàng nha. Thưa chị ơi nào, thì hôm bữa tôi nghe chị với anh Tám rồi thưa tôi chứ gì nữa. Thầy ơi tôi nói đó, nhưng mà tôi chưa có thưa. Thôi thôi chị ơi, ai muốn mua chi thêm mà. Do của cuộc họp hôm nay cho mọi người biết luôn là không phải là do ai thưa ai hết á, mà là do trên phường á trích xuất camera an ninh gửi về cho khóm và yêu cầu chúng tôi nè mời các cá nhân có liên quan lên đây họp để nhắc nhở. Đây đây, tôi mời các anh chị xem cái đoạn clip này nè, các anh chị sẽ rõ. Đây nè, đó, các anh chị thấy ai chưa? Đó đó đó, thấy đó. Chưa thấy chưa, tôi nói rồi mà không có tin tôi. Trời ơi, nói ơi nào cũng có dài hả. Trời ơi, hãng phim nào mà quay rõ nét với chị ta. Trời ơi, chị Bảy, chị làm diễn viên điện ảnh nào mà không cho tôi hay vậy cho chị Bảy. Trời ơi, công nhận nghe. Trời ơi, trời ơi, bộ phim Mỹ Nhân và con chó bóc. ai quay tôi? Anh Tám Bảy không? Bảy, Bảy à, tự nhiên có quay rồi đó. Anh không quay còn ai quay nữa? Bảy trong bà. Thôi, tôi nói với mọi người nghe, cái này không phải là ai quay ai hết, mà là từ khi thành phố mình triển khai kế hoạch xây dựng đô thị thông minh thì việc giám sát của thành phố á, là bắt đầu bằng hình thức gắn camera để đảm bảo cho các vấn đề về an toàn giao thông nè, an ninh trật tự xã hội, thì ở trong đó có cả trật tự đô thị nữa đó các anh chị. Đó, chị Bảy, trước những hình ảnh vừa rồi á, thì chị có ý kiến gì không? Thì tôi cũng biết tôi sai rồi đó. Thôi anh chị đừng có bắt phạt tôi nhiên. Còn cái vụ mà ca hát ầm ĩ đó, sao không hứa luôn đi? Thì tôi cũng hứa luôn, mà tôi nói lên đây không phải để mọi người thương mà thông cảm đâu. Bán hàng á, dù ở đâu cũng vậy, cạnh tranh á, là điều không có tránh khỏi. Mà lỗi lần livestream như vậy á, để bán được nhiều hàng hơn, tôi cũng phải gán hát cho họ vui lòng. Tôi ca không hay, tôi đang nghe cũng sợ. Thôi, bà nín giùm tôi cái đi bà sò dẹo. Trời ơi, chỗ khóm ta đang họp, bà muốn ca là sao vậy bà nội? Bệnh nghề nghiệp anh Tám ơi. Bệnh thì vô Hoàng Tuấn hút thuốc. Mà chị Bảy nè, qua rà soát á, thì tôi thấy á, là hộ gia đình của chị không có đăng ký lấy rác. Vậy à, từ trước tới giờ chị đi bỏ rác bằng cách nào vậy chị Bảy? Còn gì nữa, có mấy đồng bạc tiền rác à, mà cũng không dám bỏ ra nữa. Hết quăng đầu này tới dục đầu kia. Có người gì mà trong lịch sự mà ăn ở để người ta khinh gì không biết. Nè, chị nói ai vậy? Một hồi có chừng tới chị bây giờ đó. Tôi sao, tôi sao? Chị Tư à. Không có camera thì bữa nay tôi cũng lên, tôi báo cho anh Mười biết thôi. Thôi bây giờ nè, tôi mời mọi người và chị Tư xem tiếp cái đoạn clip này nè. Đây, đó. Ôi trời ơi, ai làm vậy? Trời ơi, cô Tư, có cô trong đó được kìa. Trời ơi, trời, làm diễn viên điện ảnh hả? Trời ơi, lên đóng phim mà không cho tôi ăn gì cô Tư. Trời ơi, công nhận nha. Trời ơi, bán trong mà cô bán đâu mà giữa lộ, giữa xá giữa gì cho cô Tư. Trời ơi, kiểu này là tai nạn chết luôn đó cô Tư. Trời ơi, bán người ta có kìa, ta mua, ta lại ta mua, người không đi mà đứng. Trời ơi, còn cái bà đó mới đứng giữa lộ mà mua luôn kìa, thiệt là tình. Cô Tư à, chết chị trời đó cô Tư. Bởi ông bà mình nói không có sai mà. Cười người chết rồi cười lâu, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Đó, cô thấy chưa? Đó, cái bà đó mới mua mà bà còn chưa đi đó, đứng giữa đường, giữa sai đó. Cô thấy đứng giữa lộ rồi,
thấy tai nạn giao thông chi chơi không? Quá trời đó, trời ở đó rồi cái ai tai ở là trời đó, cô mà không đi xe nó tông rồi còn đâu mà trái cây đâu mà bán đó, thấy chưa? Đó, thấy tôi nói có linh không? Thưa tôi đi, cười tôi đi, rồi bây giờ là trả liền luôn, đâu có đợi gì tới hôm sau nữa. À, chị Tư ơi, mình đồng hội đồng thuyền mà chị Tư hi. Thôi mà chị. Dạ, thưa cô Hạnh, thưa anh Mười, thưa tất cả mọi người. Thật lòng mà nói thì tôi cũng có muốn vậy đâu. Chỉ vì chiếc con mắt âu nó mới làm điều làm cái. Đẩy xe đẩy lên đầu trên xóm dưới đường nhau ban đua. Mà không nghĩ đến hai chữ an toàn. Mình là người dân thời đại 4.0 phải gương mẫu chấp hành luật pháp. Tôi luôn làm gương làm tốt đại diện cho con cháu trong nhà. Tám này nói không phải nổ chứ. Thì biết liền năm vừa rồi gia đình tôi còn được công nhận là văn hóa nữa à. Nghe dù tôi bán hàng la nhưng tôi cũng la vừa phải và có trật tự đúng nơi đúng chỗ, chớ không phải như hai cô là mất an ninh trật tự để cho địa phương nhắc nhở nhiều lần. Làm gì sao anh Mười mời anh lên đây làm chi hả? Trời, vậy mà cũng hỏi. Trời ơi, tại tôi là người đàng hoàng nên khóm mời tôi đến đây họp, họp để chứng kiến hai cô làm sai. Vậy cũng hỏi. Anh Tám đây á. Nè, nghe nè, nghe, hai cô nghe anh Mười nói về tôi nè. Anh Tám ở đây chưa chắc đã đàng hoàng đâu đó nghe. Đó, thấy rồi. Anh Mười nói vậy là sao vậy anh Mười? Để chị Hạnh nói cho anh nghe nè. Dạ, vậy là về nè anh Tám, mời anh Tám xem đoạn video tiếp theo nha. Ủa, bữa nay sao nhiều phim quá vậy? Ờ, để coi coi ai. Ủa, thằng nào mà đi bê nó chữ vậy trời. Ôi ơi, ủa ai vậy? Ủa, sao mình nó đái luôn vậy ông nội? Ý, anh Tám nè. Bậy, làm gì có Tám trong này? Nhìn cho kỹ đi, anh dai nữa, anh Tám. Bậy. Anh cũng đái đường á hả? À, bậy bạ, à.
bị đái đường trong này. Trời ơi, tôi đâu có bệnh hoạn gì đâu. Tôi mới đi khám bác sĩ nói tôi có yếu thận chút thôi. Đi, ai đưa cái lưng giống anh quá vậy anh Tám ơi? Mày à, sao giống tôi được? Áo giống nhau chứ làm gì có tôi trong đó tầm bậy tầm bạ. Trời ơi, tôi với chị Tư chưa có chồng. Cúi mất cái đồ quỷ này, trời ơi chết tôi. Anh Tám. Cái vậy? Y như cái áo anh mặc bữa nay luôn nè. Đó. Làm gì có tôi trong này? Ủa, cha mẹ ơi, ủa sao giống tôi quá vậy ta? Anh chứ ai? Nó ơi, trời ơi, gõ băng như ban ngày luôn. À nhớ rồi. Anh Mười. Sao anh Tám? Bữa đó tôi đi đám giỗ ở nhà anh Xui. Trời ơi, công nhận anh Xui tôi á. Ông mời đám giỗ mà ông mời khách toàn là quen không anh? Vậy hả? Nghệ sĩ Hoàng Đông nè, Trọng Sĩ nè, anh Thuật nè, anh Hiệp nè, trời toàn là người quen không anh ơi. Bữa đó tôi gặp với nhau tôi nhậu, trời ơi tôi nhậu say quá trời, đâu dám chạy xe anh. Chạy xe về sở giao thông nó thổi phạt nồng độ cồn, nên tôi gửi xe chỗ nhà anh Xui, đi bộ về cho nó chắc ăn. Bà mẹ nó bữa đó uống ba cái bia nhiều quá, đi nửa đường lên tới cây cầu Phú Lộc, trời ơi nín không được, thấy chỗ vắng tè đại. Trời ơi, hứa với mọi người, lần đầu cũng như lần cuối, thiệt, tôi hứa với mọi người luôn đó. Trời ơi, một phút sai lầm mà không kềm chế. Trời ơi, xấu hổ làm sao. Giờ đây tôi thấy anh hồi tiệc chót đã gầy. Còn dám ngẩng cao đầu người ơi. Nhỏ đến đời mới có đâu, bảy tuổi chưa chắc ai lành hơn ai. Thôi đứng lên đi. Thôi đứng không nổi đâu. Sao vậy? Nhục như con cá nục. Đứng lên đi. Còn nhục thật. Đứng lên mắc cỡ quá. Ta nói từ đầu tới giờ tưởng đâu là ngon lành nhất, ai về là trùm cuối. Đi tè bậy mà còn không biết né cái camera ra nữa. Thôi sai thì chịu đi anh Tám ơi. Phân ơn phân vua gì ở đây nữa anh ơi. Khi mà vi phạm thì tất nhiên ai cũng có lý do hết á. Vì mới vận hành quản lý đô thị thông minh bằng hệ thống giám sát camera và thể nghiệm trong 3 tháng đầu, cho nên á, ngày hôm nay mời mọi người lên đây cho mọi người tâm phục khẩu phục. Đó, nhắc nhở, ký cam kết là chính. Tháng sau nghe, tháng sau nếu mà còn vi phạm á, là sẽ phạt theo quy định đó. Trời ơi, hên à, không thôi á, lại bị phạt vài triệu chứ không chơi. Chị Tư nói đúng rồi đó, mức phạt trong các cái trường hợp này không hề nhẹ nhàng. À đây, tôi mời mọi người xem đây nè. Đó, căn cứ điều 10 nghị định 100 năm 2019, nghị định chính phủ quy định xử phạt hành chính vi phạm cho chó, mèo phóng uế tại vỉa hè nè, sẽ phạt tiền từ 60.000 đồng cho đến 100.000 đồng đó. Chị Bảy. Rồi tiếp theo nè, quy định tại điểm A khoảng 1 điều 8 nghị định 144/2021, nghị định của chính phủ, hành vi gây ồn ào là hành vi gây ra tiếng động lớn, làm ồn ào huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc là phạt tiền từ là 500.000 đến 1 triệu đồng. Cũng chỉ bảy. Chưa có hết đâu anh chị. Đây nè, điều 25 khoảng 2 nghị định số 45 của chính phủ ban hành ngày 7 tháng 7 năm 2022 quy định phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với hành vi là vi phạm vệ sinh cá nhân như là tiểu tiện nè, đại tiện không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc là nơi công cộng đó. Anh Tám. Rồi tiếp theo nè, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi dứt thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc là nơi công cộng. Tới chị Bảy. Ủa, tôi nữa hả?
chưa có hết. Căn cứ điểm A khoảng 1 điều 12 nghị định 100 năm 2019 quy định phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân bán hàng rong hoặc là bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, đô thị, trên vỉa hè, các tuyến phố có quy định cấm bán hàng đó các anh chị. Tôi chị Tư. Đó, thông qua những cái mức phạt này á, nên là mong là sắp tới mọi người hãy cùng nhau nghiêm túc chấp hành pháp luật. Bây giờ là mọi người đã nhận được cái sai của mình, đã nhìn thấy cái sai của mình rồi. Thì mời mọi người hãy cùng chúng tôi ký bản cam kết. Thiệt dạ, mời chị Bảy. Rồi, ký đi anh ơi. Mai anh Tám, chị Tư. Ủa, không có chị nữa nghe. Đây nè. Ký đây nè chị. Dạ, đúng rồi. Lỡ tè bậy có chút xíu rồi ký vô biên bản. Quế thiệt chứ. Dạ, đúng rồi đó anh. Rồi, các anh chị đã ký cam kết xong rồi á. Thì bây giờ tôi mời các anh chị xem tiếp những cái con số này nè. Ủa hả? Đây. Chỉ trong 3 tháng thể nghiệm đầu thôi mà thành phố Sóc Trăng của chúng ta đã phát hiện ra là 2.716 vụ vi phạm về trật tự an toàn giao thông, 166 vụ vi phạm về trật tự đô thị, tệ nạn xã hội, tài nguyên môi trường và quản lý đô thị. Đó, các anh chị thấy những con số rồi rất là kinh khủng không? Quá dữ. Mà tôi thấy cái người vi phạm vô nhất ở đây là anh Tám đó chứ. Ê, cô đừng có cà khịa tôi hoài nha. Tại bữa đó tôi đi đám nên tôi thôi. Nhưng mà đã công khai như vậy cũng đủ nhục rồi, đừng nói chi tới phạt. Thôi mà, mấy chị cũng đừng có chọc anh Tám nữa. Mà sẵn đây thì tôi cũng nói thêm với mọi người rằng theo cái kế hoạch xây dựng đô thị thông minh của thành phố chúng ta đến năm 2030 đó, thì bước đầu sẽ là thành lập trung tâm điều hành đô thị thông minh. Theo tôi thấy, việc đưa vào quản lý trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố đã mang lại rất là nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Đúng là như vậy, nhất là qua cái hệ thống camera an ninh nè, cũng như các ứng dụng phản ánh hiện trường đã giúp cho chúng ta phát hiện tất cả các vi phạm trên mọi lĩnh vực để nhắc nhở và răn đe. Cho nên mong là sắp tới mỗi người dân chúng ta hãy là những cư dân thông minh trong đô thị thông minh. Con xin có ý kiến. Trời ơi, cái mặt già như trái cà mà xin con. Quên, nhớ con học mẫu giáo. Dạ, mời anh Tám. Cư dân thông minh là cái gì vậy con? Cư dân thông minh là cái gì mà con không biết? Để tôi nói cho mà nghe nè. Cư dân thông minh á là không có đi tè bậy. Mà lỡ có đi tè bậy thì cũng phải biết né cái camera ra. Mà quê nhất là cái vụ đã đi tè bậy rồi còn rùng mình nữa chứ. Yếu, rùng mình bị yếu. Thôi mà chị, khịa anh Tám chi. Tôi và anh chị ai cũng sai. Theo tôi cư dân thông minh là biết sai phải sửa. Đúng không cô Hạnh, anh Mười? Chị Tư nói đúng rồi đó. Nếu như mọi người ai cũng biết sửa sai như các anh chị đây thì lo gì chúng ta không xây dựng được đô thị thông minh, phải không nè? Và trước hết, mỗi người dân chúng ta hãy là cư dân thông minh vì mục tiêu xây dựng thành phố Sóc Trăng phát triển bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại. Sóc Trăng quê hương mến yêu, thắm tươi mùa xuân hy vọng. Xem nơi trong tia nắng mai, những tương lai đang sáng tươi. Sóc Trăng quê hương thiết tha, những công trình hương cao vời. Tuyệt vời thành phố hôm nay, Sóc Trăng vui đón xuân về. Đợt đêm tin hương ba dân tộc anh em, tin hương đeo hoa bên nhau tin tiên quê hương. Và dân sông mai đang vươn tới tương lai, là lời ca thiết tha trong mỗi trái tim. Thành phố xưa sông đang vươn mình đi lên, quê hương tươi xanh bao la sáng mai trong ta. Tình yêu quê hương đau trong trái tim ta, một tình yêu thiết tha quê hương Sóc Trăng. Em tin hương và dân tộc anh em, tin thương đeo hoa bên nhau tin tin quê hương. Và sức sống mãi đang vươn tới tương lai, ngàn lời ca thiết tha trong mỗi trái tim. Thành phố sương sông đang vươn mình đi lên, quê hương tươi xanh bao la sáng mai trong ta. Tình yêu quê hương đã trong trái tim ta, một tình yêu thiết tha quê
Trang, làm dấu quê hương của ta, thành phố người đông hoa, thành phố vươn lên từ đây, mùa xuân tương lai sáng tươi, làm dấu quê hương của ta, thành phố tươi đông hoa, thành phố vươn lên từ đây, mùa xuân sáng. Phần thi diễn của đơn vị thành phố Sóc Trăng đến đây là kết thúc. Kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể quý khán giả dồi dào sức khỏe. Chúc hội thi thành công tốt đẹp.